Hello, dân cài xin chào cả dân chơi. Ok, clip đột kích các bạn nha. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết là cái bung chí mạng 100% anh em. Mình cũng có làm clip mình nói anh em để cho các bạn chơi á. Thì cái đó là có nên sử dụng hay không anh em. Đó, đối với dân cài nha, mình sẽ phân tích cho các bạn biết là những ai cần sử dụng. Nhưng mà trước khi vào clip thì mình nhắc các bạn nhớ chơi ven em đó, sao không ai chơi sao chốt nha. Rồi ok đây, và cái điều lưu ý nó là ngày mai anh em đầu tháng nó sẽ ra cái hộp huyền thoại có một viên level 4 nha anh em. Đó, làm gì làm thì cũng phải chuẩn bị, ngày mai phải chuẩn bị 100 ngọc tím để mua nha. Đó thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn tăng điểm nhiều hơn đó, tại vì ghép lên level 4 cũng khó lắm mà ơi, chua lắm nha. Đó thì để dành 100 một tím thì mình nhìn 21 chứ mình mua cái này 80 nữa, bữa mình tính nhầm anh em. Đó thì 80 thôi, chứ 20 là mình đã mua đủ cái này rồi đó. Thì ngày mai thứ hai, ý thứ hai chứ, đầu tuần nha. Đó cái này thì đầu tháng nha anh em, đầu tháng nha. Còn mấy cái này thì hình như là đầu tuần, khoảng một tuần reset, từng reset, còn này đầu tháng nha, một tháng reset lần đó. Ok thì đây bung chí mạng 100%, mình nói sơ quy cách thì các bạn lấy một cái gì đầu game, bạn viên đạn, lấy viên đạn năm trong vòng 5 giây được chí mạng 100% á. Thì có nhiều bạn cứ đi vào game xong rồi ao ra, rồi game ao ra để được cái bung chí mạng 100% đó đó, được cái viên đó, xong rồi canh giờ canh dế giết được các thứ để chơi. Mà các bạn, nhiều bạn cứ chơi thấy bắn ngon nhất chứ chưa hiểu là cái quyền cơ trong đó anh em. Thì mình sẽ nói cho các bạn biết đó, dân cài sẽ không cần anh em, dân cài không cần đó, dân cài không cần cái đó anh em ơi. Đó vì sao như vậy đó, thì mình nói lợi ích của cái đó là sẽ cho các bạn bắn luôn luôn có chí mạng 100%. Nhưng những bạn mà dân cài á thì đi tìm đi đi vào tự tự chọn, nó tự ghép, hoặc là các bạn đi với ba người tìm các bạn thì đâu cần làm cái gì đó, làm cái đó sẽ vừa mất thời gian, mất thời gian tốn công sức các bạn, mà bạn chỉ chơi một trận thôi. Thì cái đó để làm gì, tác dụng gì? Tác dụng lớn nhất đối với những người đua top các bạn nha. Đó, những người đưa top lên thách đấu á, top 100 á, thì người ta cần đua top thì người ta cần chơi một trận rất là lâu nha anh em. Một trận 30 phút, đi solo 30 phút đó, nhiều khi đi solo 40 phút kiểu vậy, để người ta tăng điểm, tăng điểm là cạnh tranh top. Thì dân cài cần gì top anh em, dân cài thì các bạn cần gì đó, dân bài dân cài thì làm gì đây, dân cài thì cần cái này và cần cái này, cần biết hiểu không, cần cái này và cần cái này đó, cần cái này để mua cái này, mua cái này, mua mấy cái này, mua mấy cái này, mua cái này đó, cần cái này để mua những cái dưới đây đó. Thì cài xong rồi thì các bạn mua những cái này thì các bạn đâu cần tôi top chi, cái khung nè, cái khung mình cũng mua rồi nè, mua cái khung này cái đeo vô cái đâu cần đua top làm gì. Còn những người ta đua top, thích đua top thì người ta đua thôi, tại bên anh ơi này top thì vô này nhìn đẹp đẹp thôi, chứ chứ nó cũng không có làm gì để qua mấy cái chơi kia, thì bạn có cái khung rồi đó, chủ yếu là đồ ha, quà quà nghe anh em. Đó thì để được quà thì dễ mà, phần thưởng nè đó, một tuần thì bạn chơi 5 trận thì bạn sẽ được 500 ngọc xanh đó, bất cứ bạn chơi tới màn 5, màn 4, màn 10 gì đó, cái bạn thua gì để cho chết vậy là còn ra 5 màn cây được phân phối 500 cái này đó. Rồi thì cái này là quà tuần, còn quà hàng tuần thì bạn dân cài nha, ít nhất sẽ cố gắng đi đến một trận đạt level 50 thôi rồi tự sát. Ok nha, đạt level 50 thôi tự sát là các bạn sẽ nhận maximum phần thưởng của hàng tuần. Thì qua thứ hai nó sẽ gửi cho bạn một cái hộp level 10 như thế này. Còn những bạn nào mà đồ yếu quá thì ráng cho mình tới 45 thôi, 45 thì được 1.200 hộp level 9 rồi. Ok
vậy ha. Đó, có hai mức rồi. Thì qua đây những bạn dân cày thì cần làm những gì? Thì những bạn mà xếp giảm sát thương tầm 40% cho đến 55%, thì những bạn đó có thể đi được khoảng cấp 40 nè, cấp 40 rồi tự sát để nhận được 4 cái ngọc, 4 ngọc tím và 100 ngọc xanh. Ok nha, phù hợp level 8. Ok nha các bạn nghe, nghe kỹ nha. Đó. Và những bạn mà cái đồ mà giảm sát thương các bạn á 55% trở lên, 75%, 70% gì đó thì các bạn cài mất thời gian, thì các bạn có thể đi 45 đến 50. Đó, những bạn mà level thấp á thì có thể đi từ 40 tự sát. Nếu mà các bạn đi thấy cái team ngon có ai kéo thì đi lên 45 tự sát, còn mà kéo ngon quá thì tới 50 tự sát thôi anh em. Nói chứ cài thì chỉ cần phần quà thôi anh em, không cần nhiều anh em, đi xa cũng không có làm gì mất thời gian nha anh em. Cho nên là cái việc bạn bung chí mạng 100% để những người đua top thôi, bạn biết cũng được, để cơ may bạn có thì bắn cho vui thôi. Chứ bạn đi ví dụ như bạn đi đồ bạn yếu đi, qua cái tên yếu không, bạn đi tới 40 bạn tự sát rồi thì chí mạng 100% làm gì, hiểu không? Đó, và bạn cực nữa đó. Hoặc những người mà ví dụ như đồ giảm sát thương ta cao lên trên 60% đi đó, người ta đi chơi chơi cũng 45 rồi, ta đi nhiệt tình nhiều khi ta lên 50 rồi, thì cần chí mạng 100% làm gì đó, thấy không? Đó thì đó, mình đã phân tích kỹ với các bạn đó, chứ không phải thấy người ta đi chí mạng 100% nhìn đã quá thì quyết tâm ngày nào cũng đi làm chí mạng 100%, không cần nha anh em. Dân cài thì không cần nha, còn những bạn đua top thì các bạn, cái đó là cái quyền lợi của các bạn, thì bạn phải làm, bạn đua cạnh tranh người này với người kia, cạnh tranh nhau từng miếng co level 4 thì các bạn đua thôi. Còn mà những bạn dân cài thì nó giống như mình phân tích đó, đó chỉ cần phần thưởng thôi, dân cài thì chỉ cần phần thưởng thôi, không cần danh tiếng gì nhiều ở trong cái phần đua top đâu anh em. Đó, bạn đua top thì mất thời gian phải cài co đồ, nói chung là đua top á là lúc nào bạn cũng phải ráng full 50 trở lên anh em. Đó, trận nào cũng phải 50 50 50 để lấy level 3 liên tục, để ghép lên level 3 mắc ớt hoặc là level 4. Đó, nó rất rất chi là khó khăn. Rồi thì một clip nào đó mình sẽ quay lại mình cài cái này để mình kiếm nhiều con, mình sẽ ghép con anh em. Đó, hiện tại thì bản co mà khá là chuẩn, hiện tại thì sẽ có một cái tăng một cái viên sát thương cơ bản và ba viên sát thương boss nha anh em. Thì các bạn có viên AS thì bạn kèm theo. Đó, thì như vậy ha. Còn mấy cái này thì cứ tăng sát thương chí mạng ha, sát thương chí mạng với tỷ lệ chí mạng nha, sát thương chí mạng thôi. Đó, mình thì mình không có thì mình cứ thêm mấy cái viên đâu có liên ngơ vào 4 sát thương tăng nè. Còn này thì phòng thủ, đó thì mình không có, mình chơi cái phòng thủ S thì cũng gần bằng những viên cái level 3 anh em. Đó, cái ngọc màu này là mình ít nhất. Rồi bên này cho tốc chạy thôi, đó, mình toàn phương tốc chạy luôn. Đó, vậy thôi, kiểu vậy thôi. Sương sương vậy là các bạn, là mình tại mình bị lát, không lát thì mình đi tới 45-50 bình thường anh em. Đó, còn lát thì mình nhu cầu khoảng chừng 40 hoặc là lên 45 mình tự sát, hoặc là team nó cố gắng thì đi thêm xíu, không được thì cũng phải tự sát thôi anh em. Rồi thì hẹn clip nào đó mình sẽ ghép co. Đó, thì như lúc trước mình có nói sương sương về ghép co rồi đó. Rồi hôm nay mình chỉ cần phân tích cho các bạn biết là cái bung chí mạng thì chỉ nên biết thôi anh em. Đó, cài thì không cần làm mất thời gian. Đó, khi mà là các bạn bung được một trận thì người ta đã cài được một trận rưỡi rồi. Đó, thì người ta đi được gấp đôi phần thưởng các bạn rồi. Người ta xong hai trận rồi, bạn mới xong một trận thì gấp đôi phần thưởng rồi. Ví dụ bạn bung lên tới 50 đi, người ta đi được hai trận 50 rồi. Đó, người ta đi được hai trận 50 hoặc là một trận 50 với một trận 30 thì cũng phần thưởng nhiều hơn bạn rồi. Rồi ok, rồi. Thì chúc các bạn xem clip này vui vẻ và nghỉ lễ vui vẻ. Ok, bye.